Hello, chào tất cả mọi người. Thì cũng lâu lắm rồi mình cũng không có clip gì hay hot, cũng tôn trêu ghẹo gì cả. Nói chung dạo gần đây cũng mệt đuối rồi, mấy đứa nhỏ thì cũng lơ là việc phim ảnh thôi. Hôm nay mình có một tin cũng khá là phấn khởi, mình muốn chia sẻ cho các bạn luôn. Không để dài dòng mình bóc luôn cái này là cái bill mình nhận được, cái bill của bưu điện chuyển phát nhanh mới gửi về trong ngày hôm nay đây, và mình sẽ bóc xem bên trong này là gì. Wow, chữ rất là đẹp, chữ đầu bill cũng rất là đẹp luôn mọi người đó. Đây các bạn không biết là ngược camera trước ngược các bạn có thấy xem không đấy. Thank you HT Trịnh Gia. Wow. Đấy, để trái tim ngay trong đây nữa, anh em thấy không? Cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Đấy. Và mình sẽ bọc sơ qua bên ngoài. Người gửi là Trung Ngọc Thơ. From Trung Ngọc Thơ. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giải trí Điền Quân. Wow. Điền Quân. Số 21 Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ok, gửi đến cho mình, thôn Phong Mộ, xã Sơn Long, Sơn Hòa, Phú Yên. Đấy, bưu phẩm này còn nguyên tem, nguyên mạc, chưa bóc nha anh em. Thì cái này là mình chia sẻ cho các bạn cùng xem thôi, chứ mình cũng thực ra mình cũng chả có, mình cũng chẳng bia hay là cái gì cho cái gì cả, bởi vì mình cũng đâu là gì đâu mà bia cho người khác, đúng không? Đấy, và mình sẽ bóc ra. Tự nhiên người ta dán cái chữ ngay chỗ này, làm sao mà mình bóc này, dán chữ ngay chỗ này mà họ bóc ngay chỗ này tiếc quá nhỉ. Thôi để lột từng cái kim ra vậy. Thì mình cũng nói luôn với các bạn này, mình cũng được tham gia vào một cái network, đó là Điền Quân Network nha anh em. Là cái YouTube mình đã được, nói chung là cũng không phải gì to tát, nhưng mà cũng được để ý đến, và cũng xem như là cũng một phần nào đó là tạo cái động lực cho mình vào cái được giới thiệu là vào cái network này, cái YouTube mình vào network này là cực kỳ là ưu đãi rất là nhiều đấy, rồi bảo vệ cho mình, rồi những chia sẻ những kho nhạc, rồi những cái nội dung hấp dẫn, cũng như là BA kênh cho mình chẳng hạn đấy, và cái đội ngũ hỗ trợ rất là nhiệt tình và nói chuyện rất là dễ thương. Ok, rồi mình đã bóc và mình sẽ khui cái này, cho mọi người thấy luôn. Và cũng khá là dày. Đây mình chắc chắn điều đây là chính xác là cái hợp đồng đó, cái hợp đồng của Điền Quân Network nha anh em. Rồi trong này là không có gì đâu, mình tạm thời để qua một bên. Thì mọi người cứ nói là mình làm content, tự làm tự sáng tạo nội dung thì mình không cần vào network được. Ok, tùy các bạn thì rạo cũng được, không có tại sao, nhưng mà mình để xem thử có cái mình vào đây để mình xem thử mình có cái bước phát triển gì khác không, biết đâu vào đây được một cái bước ngoặt khác đối với mình chẳng hạn, đúng không? Nó phát triển hơn, thậm có thể phát triển hơn, cũng có thể là không phát triển đấy, nhưng mà cứ phải thử rồi mới biết được. Rồi đây mình sẽ đọc cái tựa đề luôn cho anh em. Cảm ơn anh đã nhận lời hợp tác cùng Điền Quân Network. Em gửi anh hợp đồng, bên em đã ký. Anh xem qua và ký giúp em 2 bản, sau đó anh vui lòng gửi lại 1 bản theo địa chỉ tên biệt thư. Và giữ lại 1 bản nha anh, em cảm ơn. Wow. Ok, rất là chu đáo, rất là nhiệt tình cho mọi người. Đấy. Tạm thời bỏ đây. Có đóng dấu giáp lai cụ thể nha anh em. Đây. Đấy. Em thấy không? Khá là ok. Đây mình đọc sơ qua cho các bạn, mình đọc sơ thôi chứ còn thực ra mình nói cái này mình cũng không có cái gì, vì phải đọc kỹ cho anh em ạ. Không, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông và giải trí Điền Quân, trụ sở ở 33 Vạn Kiếp, phường 3, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đường Hoàng Hoa Thám. Ok, số tài khoản rồi Ngân hàng Á Châu, chi nhánh Phan Đăng Lưu. Đại diện luật pháp ông Nguyễn Quốc Toán, chức vụ giám đốc là Nguyễn Quốc Toán là chức vụ giám đốc. Ok, sau đây gọi là bên A. Rồi ok, 0382761193, email Rồi, ok, thì mình cũng sơ ra là hợp đồng này số nhiều nhỉ, hai bán như nhau nha bạn, hai bán giống nhau đấy. Ok, hai bán giống nhau thì mình tạm thời mình xem cái họ đã làm gì với những cái này. Ok, hợp đồng này gồm có 7 trang, được lập thành hai bản giống như nhau, mỗi bên chữ một bản để làm cơ sở thực hiện giải quyết tranh chấp. Wow, khá là chi tiết đấy nha mọi người. Mình có thời gian mình sẽ đọc. Đó. Ok, nói chung thì cũng không có gì gọi là gì nhỉ, không có gì phải dài dòng cá ở đây. Thì hôm nay là mình cũng thông báo cho các bạn biết là sau cái thời gian các bạn ủng hộ mình thì mình đã được sự đồng ý của Điền Quân và tham gia một cái network có thể nói là khá nổi tiếng ở Việt Nam, đó là Điền Quân Network. Ok, thì đấy, cái Điền Quân là các bạn biết nghe rồi, các show chương trình những Điền Quân rồi đâu mình sẽ coi logo có hình con gà, có hình con gà trống đấy, đang vác loa. Ok, đấy, cảm ơn các bạn nhé. Thì mình sẽ tiếp tục làm những video khác, phim và vlog, bởi vì mình đang đặt một cái máy ảnh, nói chung là anh chờ máy ảnh về hơi bị lâu để cải thiện chất lượng video đấy, gửi đến cho các bạn. Đấy, thì và đây là cái bản hợp đồng của mình đã nhận được hợp đồng, đây là một bước ngoặt khá lớn đối với mình. Cảm ơn các bạn. Thì các bạn nào mà muốn có ý kiến hay thắc mắc gì muốn hỏi mình sẽ trả lời nhá, vui lòng để lại dưới phần bình luận. Ok, cảm ơn các bạn. Yo.